Kính chào quý khán thính giả, hôm nay ngày thứ Ba 28 tháng 6 năm 2011. Chương trình phát hình của bản tin Thủ đô Tình Đốn được mở đầu với những tin đáng chú ý sau đây. Tổng thống Obama trình bày về kinh tế chứ không phải chính trị tại Iowa. Phe Dân Chủ đẩy mạnh Dream Act khi cơ quan di trú đưa ra hướng dẫn mới cho những vụ di dân bất hợp pháp. Các thượng nghị sĩ Lieberman và Corbyn đưa ra kế hoạch ổn định Medicare để tiết kiệm 500 tỷ Mỹ Kim trong 10 năm. Chính phủ cho biết không có mối đe dọa khủng bố nào được biết liên quan tới ngày lễ 4 tháng 7. Hoa Kỳ nới rộng danh sách sổ bìa đen về nạn buôn người. Vị tướng được đề cử chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan đồng ý rút quân. Trước hết, kính mời quý vị theo dõi bản tin liên quan tới việc Tổng thống Obama đi công du tại Iowa. Trong chuyến viếng thăm Iowa đầu tiên vào ngày hôm nay, kể từ khi loan báo chiến dịch vận động tái tranh cử hồi đầu năm nay, Tổng thống Barack Obama đề cao việc sản xuất như là chìa khóa đưa tới thành công kinh tế của Hoa Kỳ khi ông tìm cách phản bác lại sự phê bình chính sách của ông bởi những ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa là những người xuất thân từ tiểu bang này. Tổng bí thư cho rằng chặng dừng chân này sẽ là dịp trình bày về kinh tế chứ không phải chính trị, mặc dù các nhân viên nhấn mạnh tới mối quan hệ của ông Obama với tiểu bang đã phát khởi cuộc vận động tranh cử tổng thống bằng chiến thắng vào năm 2008. Ông Obama sẽ viếng thăm Alcoa Davenport Works, một cơ xưởng sản xuất nhôm, để nói chuyện với các công nhân. Tòa Bà Đốc cho biết sản phẩm của công ty này được xuất cảng khắp thế giới và được sản xuất bởi những công nhân có kỹ năng cao, là những người hưởng lương cao hơn mức lương trung bình trên toàn quốc. Chặng dừng chân này là một phần nỗ lực của ông Obama để đề cao sự tạo ra việc làm giữa lúc kinh tế trì trệ đã làm giảm bớt việc tuyển dụng và làm suy yếu tiêu chuẩn chấp thuận công việc của ông đối với công chúng. Sau bản phúc trình hồi tháng trước cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng lên đến 9,1%, Tòa Bà Đốc cẩn thận theo dõi việc công bố những con số mới nhất về việc làm vào ngày thứ Sáu. Tòa Bà Đốc xem việc nổi dậy trong kỷ nghị sản xuất của Hoa Kỳ như là một phương cách để tạo ra việc làm và giữ được sự cạnh tranh với thị trường toàn cầu. Hồi tuần trước, ông Obama loan báo một nỗ lực hỗn hợp trị giá 500 triệu Mỹ Kim bởi ngành kỹ nghệ, các trường đại học và chính phủ liên bang để giúp tái xác định vị trí của Hoa Kỳ như là nước lãnh đạo trong ngành sản xuất tiến bộ nhất. Tại Iowa, tiểu bang đầu tiên trên toàn quốc được có tiếng nói trong cuộc tranh đua cho việc đề cử của đảng Cộng Hòa. Thông điệp của ông Obama được đưa ra để phản bác lại sự chỉ trích từ phía các ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa, là những người cho rằng các chính sách kinh tế của ông đã thất bại trong việc đưa đất nước vào con đường phát triển và thịnh vượng. Dân biểu Cộng Hòa Michelle Bachmann tuyên bố hôm qua tại Waterloo, Iowa, là nơi bà chính thức loan báo quyết định chạy đua vào tòa bà đốc của bà, rằng các chính sách của tổng thống không hữu hiệu. Hôm nay, cựu thống đốc Sarah Palin của Alaska là người chưa cho biết là liệu rằng bà có ra tranh cử tổng thống hay không, cũng có mặt tại Iowa để duyệt xét tài liệu về bà. Bản tin tiếp theo liên quan tới vấn đề di dân. Phe Dân Chủ đẩy mạnh Dream Act khi cơ quan di trú đưa ra hướng dẫn mới cho những vụ di dân bất hợp pháp. Hôm nay, Thượng nghị sĩ Dick Durbin dốc toàn lực vận động cho việc phục hồi cuộc tranh luận về một đề nghị gây tranh cãi để cho những di dân bất hợp pháp đến Hoa Kỳ hồi còn nhỏ một con đường tiến tới tình trạng hợp pháp, khi chính phủ Obama xúc tiến một đường hướng riêng nhằm cấp cho nhóm người này điều mà một số người mô tả là sự ân xá. Ông Durbin, trong việc loan báo cuộc điều trần đầu tiên tại Thượng viện về điều gọi là luật Dream Act, cho biết là đề nghị của ông sẽ làm cho đất nước mạnh mẽ hơn. Theo kế hoạch này, vốn đã được Hạ viện thông qua hồi năm ngoái, nhưng bị tiêu hủy tại Thượng viện, di dân bất hợp pháp đến nước Mỹ khi còn nhỏ và hoàn tất 2 năm đại học hay quân vụ có thể được cấp tình trạng hợp pháp. Các viên chức chính phủ cao cấp bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Nội an Janet Napolitano và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Ron Duncan dự trù đưa ra điều trần trước tiểu bang của ông Durbin. Cuộc điều trần và bản thông tư mới đây của Cơ quan Thi hành Quan thuế và Di trú, được viết tắt là ICE, đề nghị các viên chức đang tiến hành trên hai lĩnh vực đó hãy cho các sinh viên di trú bất hợp pháp một cơ hội lưu lại Hoa Kỳ. Bản thông tư được đưa ra hôm 17 tháng 6 bởi Giám đốc John Morton của cơ quan ICE, chỉ thị cho nhân viên xem xét tới 19 yếu tố khi thực thi quyền hạn truy tố hay là quyền hạn mà một luật sư của cơ quan ICA có trong quyết định có nên và làm thế nào để tiếp tục hay bãi bỏ vụ án di trú. Những yếu tố đó gồm có cả thời gian cư trú bất hợp pháp bao lâu trên đất Mỹ cũng như tiền án hình sự của những di dân. Nhưng danh sách này còn bao gồm những yếu tố tương tự như trong luật Dream Act, chẳng hạn như liệu rằng nghi can có tới Hoa Kỳ khi còn nhỏ hay không, liệu rằng nghi can có theo đuổi việc học hay không, và liệu rằng nghi can có phục vụ trong quân ngũ hay không. Liên đoàn Cải cách Di dân Hoa Kỳ, hay gọi tắt là tổ chức FAIR, đã chỉ trích những hướng dẫn mới này như là món quà dành cho những người ủng hộ luật Dream Act. Mặc dù ông Durbin một lần nữa thúc giục thông qua luật này, Hạ viện giờ đây do phe Cộng hòa kiểm soát dường như sẽ không chấp thuận bất cứ một dự luật nào như thế,
ngay cả khi nó được Thượng viện thông qua. Thưa quý khán thính giả, bản tin kế tiếp liên quan tới việc các thượng nghị sĩ Lieberman và Corbyn đưa ra kế hoạch ổn định Medicare nhằm tiết kiệm 500 tỷ Mỹ Kim trong 10 năm. Các thượng nghị sĩ Joe Lieberman và Tom Corbyn hợp sức nhau để nỗ lực cứu vãn chương trình Medicare là một trong những điểm chính của cuộc bàn cãi về việc giảm bớt thâm thủng ngân sách. Cả hai dự trù đưa ra kế hoạch Medicare của họ vào ngày hôm nay, khi Tòa Bạch Ốc và những nhà điều hành quốc hội đang phấn đấu để đạt được sự thỏa thuận về việc cắt giảm chi tiêu và nâng mức giới hạn nợ trước khi những biện pháp khẩn cấp của chính phủ Obama mãn hạn vào đầu tháng 8. Ông Corbyn cũng còn dự trù đưa ra một kế hoạch vào tuần tới mà ông cho là sẽ cắt bớt nợ khoảng 9.000 tỷ Mỹ Kim. Hai ông Lieberman và Corbyn mô tả kế hoạch Medicare của họ như là một đề nghị lưỡng đảng để cứu vãn Medicare và giảm bớt nợ nần. Theo một nguồn tin giấu tên, những chi tiết về đề nghị của các thượng nghị sĩ này gồm có tiết kiệm khoảng 500 tỷ Mỹ Kim trong 10 năm và giảm bớt chi tiêu Medicare trong những năm sau đó. Nới rộng tình trạng có thể trả tiền của Medicare Part A bằng cách phân phối 250 tỷ Mỹ Kim tiết kiệm tìm được qua đề nghị này tới Trust Fund của Medicare Part A, gần như tăng gấp đôi ngân quỹ này. Giảm bớt khoản nợ không được tài trợ trong 75 năm của chương trình Medicare khoảng 10.000 tỷ Mỹ Kim. Giảm bớt đáng kể ảnh hưởng tài chính của chương trình Medicare Part B đối với ngân sách liên bang. Lần đầu tiên trong lịch sử của chương trình Medicare cung cấp cho giới cao niên bảo hiểm y tế để bảo vệ họ khỏi phải bị phá sản hay bị mắc nợ lớn lao về việc săn sóc sức khỏe do trường hợp y tế khẩn cấp không dự trù trước hay bị bệnh kéo dài lâu ngày. Có chứa dự luật bồi hoàn tiền cho các bác sĩ trong 3 năm và mang lại sự ổn định cho hệ thống cung cấp dịch vụ cho chương trình Medicare, cùng duy trì chương trình Medicare cho những người ghi danh hiện tại và tương lai. Trong cuộc thương lượng về nợ nần, phe Cộng hòa đòi hỏi cắt giảm chi tiêu sâu nặng như là một điều kiện để ủng hộ cho việc nâng mức giới hạn nợ. Họ cho rằng những nhà điều hành dân chủ trong những cuộc thương thuyết do Phó Tổng thống Joe Biden cầm đầu đã thúc đẩy quá mạnh cho việc tăng thuế như là một phần của cuộc thỏa thuận, khiến cho Tổng thống Barack Obama và những nhà lãnh đạo đảng phải tìm ra bước xúc tiến kế tiếp. Thưa quý khán thính giả, chính phủ cho biết không có mối đe dọa khủng bố nào được biết liên quan tới ngày lễ 4 tháng 7. Các viên chức tình báo Hoa Kỳ cho biết không có tin tức đặc biệt hay đáng tin cậy nào cho thấy rằng bọn khủng bố có ý định tấn công trong dịp lễ cuối tuần sắp tới. Những tài liệu tìm thấy tại căn nhà của Osama Bin Laden cho thấy mới nhất là vào tháng 2 năm 2010 rằng tổ chức Al-Qaeda nghiên cứu tới âm mưu chống lại Hoa Kỳ trong những ngày lễ lớn, bao gồm cả ngày lễ độc lập. Bin Laden đã bị hạ sát trong cuộc hành quân của Hoa Kỳ hồi tháng 5 tại Pakistan. Bản thông báo hỗn hợp tình báo giữa cơ quan FBI và Bộ Nội an do hãng thông tấn AP thu thập được cho thấy rằng các viên chức chống khủng bố vẫn duy trì sự chú tâm tới việc bọn khủng bố nhắm mục tiêu vào những cuộc tập trung đông đảo tại những vùng thành thị trên khắp nước Mỹ. Nhưng họ chưa có tin tức tình báo cụ thể nào về một cuộc tấn công liên quan tới ngày lễ 4 tháng 7. Các viên chức chống khủng bố nói rằng yếu tố dẫn đưa tới thời gian tấn công là liệu rằng những kẻ thi hành có sẵn sàng để thực hiện kế hoạch đó hay không. Thưa quý khán thính giả, Hoa Kỳ nới rộng danh sách sổ bì đen về nạn buôn người. Hôm qua, chính phủ Obama đã đưa ra gần gấp đôi con số các quốc gia có thể phải đương đầu với các biện pháp chế tài của Hoa Kỳ vì đã không làm đủ để chống lại nạn buôn người, và chính phủ đã kêu gọi những quốc gia này cùng các nước khác hãy nghiêm túc thực hiện những bước diệt trừ nạn kiếm lời trái phép này. Trong bản phúc trình thường niên về nạn buôn người, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu lên 23 quốc gia đã không đạt được những tiêu chuẩn quốc tế để ngăn chặn tai họa liên can tới phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Con số đó đã tăng lên từ số 13 nước trong năm 2010. 41 nước khác được liệt kê vào danh sách bị theo dõi hay watchlist có thể đưa tới biện pháp chế tài trừ phi hồ sơ của họ được cải thiện. Bản phúc trình đã phân tích điều kiện tại 184 quốc gia kể cả Hoa Kỳ và xếp hạng họ theo sự hữu hiệu trong việc chống lại điều mà nhiều người cho là hình thức tân tiến của nô lệ. Bộ Ngoại giao ước lượng có khoảng 27 triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em sống trong cảnh nô lệ như thế trên khắp thế giới. Dân biểu Cộng hòa Chris Smith, tác giả của luật, đã đưa tới bản phúc trình và cung cấp sự bảo vệ cho những nạn nhân của vụ buôn người, nói rằng ông vô cùng thất vọng là Trung Quốc đã đưa ra sự miễn trừ chính trị mặc dù họ vẫn có vấn đề buôn người đang bành trướng, nhất là nạn buôn tình dục của phụ nữ và các bé gái. Trong số những quốc gia có tên trên danh sách sổ bìa đen là Cuba, Iran, Miến Điện, Bắc Hàn và Sudan, cùng với những nước thù nghịch của Hoa Kỳ là Eritrea, Libya và Zimbabwe. Những nước khác là đồng minh của Hoa Kỳ tại Trung Đông như Kuwait và Saudi Arabia, trong khi Papua New Guinea bị ghi nhận là những nước tái vi phạm. Chỉ có một quốc gia duy nhất là Cộng hòa Dominica được gạt bỏ khỏi danh sách này. 11 quốc gia mới trên danh sách sổ bì đen là Algeria, Cộng hòa Trung Phi, Equatorial Guinea, Guinea-Bissau, Lebanon, Libya, Madagascar,
Micronesia, Turkmenistan, Venezuela và Yemen. Ngoài ra, bản phúc trình còn nêu tên 6 quốc gia gồm Chad, Congo, Miến Điện, Somalia, Sudan và Yemen đã dùng lính trẻ em và không xúc tiến việc chấm dứt tình trạng này. Và thưa quý khán thính giả, bản tin cuối cùng liên quan tới việc một vị tướng được đề cử chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan đồng ý rút quân. Người được đề cử làm tư lệnh hàng đầu của Hoa Kỳ tại Afghanistan đã ủng hộ độ lớn và tiến độ của kế hoạch rút hơn 30.000 quân được đưa ra bởi Tổng thống Barack Obama hồi tuần trước, mặc dù có những lo lắng của các vị tư lệnh khác cho rằng quá liều lĩnh và xông xáo. Trung tướng thủy quân lục chiến John Allen nói rằng cuộc rút quân sẽ gây ấn tượng cho các nhà lãnh đạo Afghanistan rằng họ phải khẩn trương tăng cường lực lượng an ninh của chính họ để đảm nhận nhiệm vụ khi quân đội Hoa Kỳ ra đi. Tuy nhiên, trong phần hỏi đáp được chuẩn bị cho cuộc điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện vào ngày hôm nay về việc phê chuẩn cho chính ông vào chức vụ chỉ huy đó, tướng Allen lại khuyến cáo rằng sự thành công ở Afghanistan bị đe dọa bởi việc thiếu đáng kể trong việc huấn luyện quân sự và các toán hướng dẫn cho quân đội và cảnh sát Afghanistan. Ông Allen nói rằng hiện tại đang có sự thiếu hụt gần 500 huấn luyện viên và cần có thêm hơn 200 toán hướng dẫn cho cả quân đội và cảnh sát Afghanistan. Theo ông Allen, những thử thách đáng kể vẫn còn ở Afghanistan và quân Taliban sẽ cố hồi phục lại những thua thiệt trên chiến trường ở miền Nam và phía Tây Nam. Đồng thời, những nhóm phiến quân như hệ thống Haqqani sẽ tiếp tục mở những cuộc tấn công. Nếu được phê chuẩn chấp thuận, ông Allen cho biết rằng ông sẽ cải thiện mối quan hệ quân sự với Pakistan và cố nới rộng những hoạt động xuyên qua biên giới, nhất là dọc theo vùng rừng rú phía đông, là nơi phe dân quân thường xuyên vượt qua Afghanistan để tấn công vào lực lượng đồng minh. Ông Allen, người sẽ được vinh thăng 4 sao để đảm trách chức vụ chỉ huy, đã từng phục vụ như là vị tư lệnh phó tại Bộ Tư lệnh Trung ương ở Tampa. Và hồi đầu tháng này, ông đã trở thành phụ tá đặc biệt cho đô đốc Mike Mullen, chủ tịch ban liên tham mưu trưởng. Kính thưa quý khán thính giả, phần tin đáng chú ý xin tạm ngưng nơi đây. Xin quý vị vui lòng đừng rời máy, bản tin Thủ đô và Tin Đốn sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo thương mại.